Tuổi Mão hay còn gọi là tuổi mèo, hợp với ai, kết hợp làm ăn, kết hôn sinh con hợp tuổi nào? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Phát Tài. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị thân mến, theo quan niệm của người Việt, khi kết hợp làm ăn, kinh doanh hay tìm bạn đời để kết hôn, tuổi mệnh của đối phương rất quan trọng. Và tuổi mệnh hợp thì phát tài phát lộc, hôn nhân hạnh phúc và ngược lại. Vậy những người tuổi Mão nên chọn tuổi nào trong làm ăn, kết hôn để gặp nhiều thuận lợi nhất? Nếu như đang thắc mắc về vấn đề này, Phong Thủy Phát Tài mời quý vị hãy theo dõi hết video sau đây để được giải đáp một cách chi tiết nhất nhé. Người cầm tinh con mèo bẩm sinh đã có tính cách nhanh nhẹn và lanh lợi. Họ cũng là người có tính cách cởi mở hướng ngoại, cũng không kém phần quyến rũ. Vậy người tuổi Mão nên kết hợp với tuổi nào trong tình yêu, kinh doanh để gặt hái được thành công, có cuộc sống hạnh phúc? Khám phá vài nét tử vi của người tuổi Mão. Người tuổi Mão được đánh giá là những người nhanh nhẹn, thông minh và có tính cách lạc quan, năng động. Đối với các mối quan hệ xung quanh, họ khá hòa đồng, sống chan hòa, vui vẻ nên thường được lòng mọi người. Nhờ tài ăn nói, họ xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, thích hợp để phát triển các công việc có liên quan đến ăn nói và cũng dễ tìm bạn đời. Với tính cách ôn hòa dịu dàng, người tuổi Mão thường có cuộc sống bình yên. Trong tình yêu và hôn nhân, người tuổi Mão khá cẩn trọng, nhìn nhận thực tế. Họ cũng là tuýp người của gia đình, luôn muốn hướng về gia đình để xây dựng hạnh phúc. Dù thực tế họ là người sôi nổi nhiệt tình và khá hiền lành nhưng không cam chịu. Họ không muốn để gia đình kìm hãm sự phát triển mà luôn muốn nỗ lực vươn lên, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, tính cách người tuổi mèo khá bảo thủ nên đôi khi gặp phải khó khăn trong việc phát triển công việc cũng như hòa giải các mối quan hệ trong gia đình. Bởi vậy, muốn làm nên sự nghiệp, người tuổi Mão nên kết hợp làm ăn với một số người hợp tuổi, hợp mệnh. Sự bù trừ trong tính cách, cách suy nghĩ sẽ giúp người tuổi Mão phát huy được thế mạnh của mình. Người tuổi Mão thì hợp với tuổi nào trong kinh doanh? Việc kết hợp làm ăn kinh doanh với các đối tác rất quan trọng, bởi sự bù trừ trong tính cách, tầm nhìn hợp nhau về cách làm mới có thể giúp cho sự nghiệp kinh doanh thành công. Những người tuổi Mão tuy có khả năng ăn nói nhưng để làm chủ thì thường không tạo được thành tựu. Do đó, người tuổi Mão cần phải cẩn trọng chọn người kết hợp để làm ăn mới phát huy được thế mạnh của bản thân. Theo tử vi ngũ hành thì người tuổi Mão cũng có các tuổi ứng với những mệnh khác nhau, đồng thời có các tuổi tam hợp, lục hợp. Cụ thể, những người tuổi Mùi, tuổi Hợi và tuổi Tuất sẽ hợp với người tuổi Mão trong làm ăn kinh doanh. Ngoài ra, gia chủ thì cũng nên cân nhắc theo ngũ hành tương sinh tương khắc để lựa chọn người phù hợp. Người mệnh Kim thuộc các năm sinh Quý Mão, tức năm 1963, thích hợp kết giao và làm ăn với những người mệnh Thổ hay mệnh Kim. Bởi theo quan hệ ngũ hành thì Thổ sinh Kim, làm ăn với những người mệnh này giúp tuổi mèo phát huy được năng lực của mình. Người mệnh Mộc thuộc các năm sinh Tân Mão, tức năm 1951 và 2011, nên kết hợp làm ăn với người mệnh Mộc hoặc mệnh Thủy như Bính Dần, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Quý Hợi, Canh Dần và Đinh Mùi sẽ đem đến kết quả tốt, sự nghiệp thăng hoa. Người mệnh Thủy thuộc các năm sinh Ất Mão, tức năm 1975, hợp với các tuổi thuộc mệnh Kim tương sinh hoặc là mệnh Thủy như Đinh Mùi, Giáp Dần, Quý Hợi, Ất Mão và Nhâm Tuất. Người mệnh Hỏa thuộc năm sinh Đinh Mão, tức năm 1987, nên kết hợp làm ăn với những người mệnh Mộc hoặc là mệnh Hỏa như Quý Sửu, Canh Thân, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Mậu Thìn sẽ giúp bản thân gặt hái được nhiều thành công. Người mệnh Thổ thuộc năm sinh Kỷ Mão, tức năm 1999, nên hợp tác kinh doanh với người mệnh Thổ, hợp với mệnh Thổ và mệnh Hỏa. Đây là những tuổi tương sinh tương hợp,
nên sẽ hỗ trợ người tuổi Kỷ Mão rất nhiều khi làm ăn, buôn bán. Ngoài ra thì người tuổi Mão cũng có thể thỉnh thêm các vật phẩm phong thủy hợp với mệnh tuổi của mình để thu hút thêm cát khí và tài lộc. Theo các chuyên gia, người tuổi Mão có thể lựa chọn một số cây cảnh phong thủy hoặc tượng tranh đá tự nhiên phong thủy như tượng mèo mạ vàng, tượng dê, tượng heo hay lá bồ đề, tượng Phật Di Lặc sẽ có tác dụng phong thủy tốt nhất. Tuy nhiên, khi lựa chọn các vật phẩm này, gia chủ nên chọn chất liệu quý tự nhiên thì càng tốt và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mới mong có tác dụng chiêu tài lộc. Tiếp theo, tuổi Mão hợp với tuổi nào trong hôn nhân? Trong tình yêu và hôn nhân, người tuổi Mão khá coi trọng mối quan hệ tình cảm chân thành nghiêm túc. Bản thân họ cũng là người trung thủy, luôn cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình. Với tính cách hướng ngoại, người tuổi Mèo dễ tìm được những người đồng cảm. Nhưng sự rung động thật sự thì không phải là dễ dàng. Theo tử vi, những người tuổi Mão nên kết hôn với một số tuổi như tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi, bởi những linh vật này nằm trong vòng lục hợp, tam hợp. Sự tương đồng về tính cách, cách suy nghĩ và mục tiêu xây dựng gia đình sẽ giúp họ dễ dàng đồng điệu, hạnh phúc viên mãn hơn. Người tuổi Mão thường dịu dàng, lãng mạn trong tình yêu nên cần đối phương chân thành, hiểu biết rộng. Cuộc sống của người tuổi Mão với các cặp đôi thường sẽ vui vẻ, đầm ấm và viên mãn. Ngoài ra, những người tuổi Mão cũng có thể kết hợp hôn phối với những người tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Những cặp đôi này thường sẽ có gia đình vui vẻ, ấm cúng, cũng giúp đỡ nhau trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Về tuổi Khắc, người tuổi Mão không nên kết hôn với những người tuổi Dậu vì nằm trong bộ tứ hành xung. Việc kết hôn với người tuổi này thường mang đến những sự chia ly, khắc khẩu và cãi vã. Những người tuổi Mão thường có tính cách nhẹ nhàng nên là những người giữ lửa trong gia đình. Để tình cảm thêm phần tốt đẹp, nồng ấm, người tuổi Mão có thể cân nhắc bài trí thêm một số vật phẩm phong thủy tốt cho đường tình duyên như tranh đôi cá, tranh chim bồ câu, tượng đôi uyên ương, tượng mèo mạ vàng hay đeo dây chuyền hồ ly. Các vật phẩm phong thủy từ đá tự nhiên hay kim loại đồng mạ vàng nguyên chất cũng là lựa chọn tốt. Những người tuổi Mão là những người sinh các năm sau: Kỷ Mão 1999 thuộc mệnh Thổ, Tân Mão 1951-2011 thuộc mệnh Mộc, Quý Mão 1963-2023 thuộc mệnh Kim, Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, Đinh Mão 1989 thuộc mệnh Hỏa. Sau đây là phần kỵ hợp chi tiết cho từng tuổi Mão, mời quý vị cùng đón xem nhé. Đầu tiên là tuổi Kỷ Mão. Thông tin chung tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1939 và 1999 là tuổi con mèo. Năm sinh dương lịch là 1939 và 1999, năm sinh âm lịch Kỷ Mão, mệnh Thổ. Tuổi Kỷ Mão thì hợp với tuổi nào? Nam mệnh trong làm ăn, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân. Lựa chọn vợ chồng: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn với tuổi Tân Tỵ sẽ phát triển tiền bạc, giàu sang dư giả. Kết hôn với tuổi Nhâm Ngọ sẽ phát triển về công danh, hào tài, vượng phát. Kết hôn với tuổi Giáp Thân và Đinh Hợi, công danh và tiền bạc mua bán phát đạt, được hưởng phú quý. Kết hôn với tuổi Mậu Dần thì cũng sẽ được hưởng phú quý giàu sang. Tuổi Kỵ là Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Về nữ mệnh trong làm ăn là Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân. Lựa chọn vợ chồng là Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần. Nếu bạn kết duyên với tuổi Tân Tỵ và Nhâm Ngọ, cuộc sống của bạn sẽ giàu sang. Còn kết duyên với tuổi Giáp Thân và Đinh Hợi thì cả công danh lẫn tài lộc đều tốt đẹp. Với tuổi Mậu Dần, bạn sẽ hợp về đường tình duyên và có cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tuổi Kỵ là Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Bính Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Tuổi làm ăn hợp với tuổi Kỷ Mão. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Kỷ Mão mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng với quý bạn. Chọn tuổi hợp tác làm ăn với Kỷ Mão nữ, nam để mang lại sự hòa thuận và thuận lợi,
đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc. Để chọn ra được các thông tin tuổi Kỷ Mão hợp làm ăn với tuổi nào, cần phải dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét. Vì thế, các thông tin về tuổi Kỷ Mão hợp làm ăn với tuổi nào trong làm ăn sẽ được chọn lọc và chỉ xuất ra kết quả cuối cùng. Tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mão nên chọn những người có mệnh hỏa, gồm các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất và Ất Hợi, thì được quý nhân trợ giúp là nguồn gốc cho sự làm ăn phát đạt. Tuổi làm ăn hợp với tuổi Kỷ Mão khi kết hợp với những người mệnh kim gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thì người tuổi Kỷ Mão thường thua thiệt. Nếu người tuổi Kỷ Mão làm trợ lý hoặc cấp dưới của những người mệnh kim thì công việc mới thuận buồm xuôi gió. Khi kết hợp với những người có mệnh thổ gồm tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thì tuổi Kỷ Mão hợp làm ăn với tuổi này, công việc bình hòa, làm ăn thuận lợi. Khi kết hợp với những người có mệnh thủy gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu thì người tuổi Kỷ Mão có điều kiện để tiến lên. Tuổi Kỷ Mão không hợp làm ăn với những người tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thuộc mệnh Mộc thì công việc sẽ bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn, làm ăn sẽ bị thua thiệt. Những tuổi đại kỵ với tuổi Kỷ Mão, trong công việc, làm ăn cũng như việc kết hợp lương duyên hoặc tài lộc, bạn đừng nên hợp tác, kết duyên hay làm ăn với những tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Bính Dậu, Bính Tý và Quý Dậu, vì khi kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, bạn sẽ gặp vào sao tuyệt mạng hoặc biệt ly vào giữa cuộc đời. Nếu gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn, không nên giao dịch về chuyện tiền bạc. Về hôn nhân thì không nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt họ hàng. Trong gia đình, con cái cần phải cúng sao giải hạn để giải hạn từng năm và phải tùy theo sao hạn của mỗi độ tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn. Tiếp theo là giải đáp về tuổi Tân Mão. Thông tin chung tuổi Tân Mão, sinh năm 2011 và 1951 là tuổi con mèo. Năm sinh âm lịch là Tân Mão, mệnh mộc tùng bách mộc, tức là gỗ tùng bách, tương sinh hỏa thủy, tương khắc thổ kim, thiên can tân, tương hợp bính, tương hình, ất và đinh, địa chi mão, tam hợp hợi mão mùi, tứ hành xung tí ngọ mão dậu. Tuổi Tân Mão hợp với tuổi nào? Nam mạng trong làm ăn, quý tỵ, Tân Mão, đinh dậu và giáp ngọ. Lựa chọn vợ chồng nên chọn người tuổi Tân Mão, đinh dậu, kỷ hợi, quý tỵ và giáp ngọ. Đinh hợi kết hôn vì sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Tuổi kỵ là canh tí, ất mùi, tân sửu, kỷ sửu, đinh mùi, quý mùi và mậu tí. Về nữ mạng, trong làm ăn, quý tỵ, giáp ngọ và Tân Mão đồng tuổi. Lựa chọn vợ chồng nên kết hôn với những người hợp tuổi thì mới tạo được cuộc sống hiển vinh giàu sang. Đó là các tuổi Tân Mão, Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Đinh Hợi và Đinh Dậu. Tuổi kỵ là Ất Mùi, Đinh Mùi, Canh Tý, Mậu Tý, Tân Sửu, Kỷ Sửu và Quý Mùi. Những tuổi đại kỵ với tuổi Tân Mão. Những tuổi rất khắc và kỵ với tuổi bạn là Ất Mùi, Canh Tý, Tân Sửu, Đinh Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Tý và tuổi Quý Mùi. Bạn cần phải tránh những tuổi này thì sẽ tốt hơn. Bạn không nên kết hợp lương duyên, ngay cả hợp tác làm ăn phát triển sự nghiệp cũng như vậy. Nếu trong đường tình duyên mà gặp phải tuổi đại kỵ, bạn không nên tổ chức đám cưới. Bạn chỉ có thể kết duyên trong âm thầm. Phần người con gái thì không nên quá đòi hỏi người chồng của mình và phải chấp nhận không có đón rước linh đình. Nếu về làm ăn hoặc là dồn vốn làm ăn hoặc là gặp phải tuổi đại kỵ thì phải cúng sao giải hạn. Nếu gặp tuổi đại kỵ con cái trong gia tộc thì bạn cần phải ăn ở hiền lành, cầu trời khấn Phật. Tiếp theo là tuổi Quý Mão. Thông tin chung tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 và 2023 là tuổi mèo, năm sinh âm lịch Quý Mão, mệnh kim, kim bạch kim, tức vàng pha bạc, tương sinh với thủy và thổ, tương khắc với mộc và hỏa, thiên can quý, tương hợp mậu, tương hình là đinh và kỷ, địa chi mão, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, tí ngọ mão dậu.
Tuổi Quý Mão hợp với tuổi nào? Đối với nam mạng trong làm ăn là Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Lựa chọn vợ chồng là Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Tuổi Kỵ là Nhâm Tý và Canh Tý. Nữ mạng trong làm ăn, Quý Mão đồng tuổi, Ất Tỵ, Đinh Mùi. Lựa chọn vợ chồng, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Tuổi Kỵ là Nhâm Tý và Canh Tý. Những tuổi đại kỵ với tuổi Quý Mão. Những tuổi Nhâm Tý và Canh Tý tuổi Quý Mão không nên kết hôn, cũng không nên hợp tác làm ăn, vì hợp tác làm ăn hoặc kết hôn sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Nếu trong đường tình duyên mà gặp tuổi đại kỵ thì không nên làm đám cưới, bởi rất kỵ mâm trầu nên chỉ có thể kết duyên âm thầm. Người con gái không nên quá đòi hỏi trong chuyện này, ngược lại phải tự mình đi đến nhà chồng, không được đón rước linh đình. Nếu về làm ăn kinh doanh gặp những tuổi đại kỵ, có nói ở trên thì nên cúng sao giải hạn cho đúng ngày tháng. Nếu gặp tuổi đại kỵ trong con cái gia tộc thì cần phải ăn ở hiền lành, cầu trời khấn Phật, làm việc phúc đức. Dưới đây sẽ là giải mã về tuổi hợp với tuổi Ất Mão. Thông tin tuổi Ất Mão, năm sinh dương lịch từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976. Năm sinh âm lịch là Ất Mão, mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn, thiên can Ất, tương hợp canh, tương hình tân và kỷ, địa chi Mão, tam hợp là hợi Mão Mùi, tứ hành xung là tý ngọ Mão Dậu. Tuổi Ất Mão thì hợp với tuổi nào? Đối với nam mệnh Ất Mão, trong làm ăn, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Lựa chọn vợ chồng, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Tuổi Kỵ là Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Nữ mệnh Ất Mão, trong làm ăn, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất. Lựa chọn vợ chồng, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Tuổi Kỵ là Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Tuổi làm ăn hợp với tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Ất Mão, mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng với quý bạn. Chọn tuổi hợp tác làm ăn Ất Mão nữ, nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc. Tuổi Ất Mão hợp làm ăn với những người tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh Kim thì dễ có lộc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Tuổi Ất Mão kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc như Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì người Ất Mão phải là cấp dưới hoặc trợ lý thì công việc mới được thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Ất Mão nếu làm ăn cùng với những người tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy thì hai bên dựa vào nhau mà sống, lợi hại cùng chung, chung chịu và cùng nhau hưởng. Người tuổi Ất Mão không nên kết hợp làm ăn với những người tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ và Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vì công việc làm ăn bị thua thiệt nhiều nên tìm cách tránh thì tốt hơn. Những tuổi đại kỵ với tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão nam giới đại kỵ với những tuổi Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý, Mậu Thân. Những người tuổi này rất kỵ nhau, nếu hợp tác làm ăn với nhau thì sẽ thất bại, nếu kết duyên thì sẽ xảy ra cảnh biệt ly và tuyệt mạng. Khi gặp tuổi Kỵ và năm Hạn trong công việc làm ăn, cần phải cúng sao cho đúng ngày tháng và phải thành tâm cúng dâng đầy đủ nhang đèn hoa quả. Nếu gặp tuổi Kỵ trong con cháu gia đình thì cần phải cầu phước và van vái trời Phật, có như vậy thì mới được giải hạn. Cuối cùng là con giáp tuổi Đinh Mão. Thông tin chung tuổi Đinh Mão, năm sinh 1987, tức là từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch. Năm sinh âm lịch là Đinh Mão, tuổi con mèo, mệnh ngũ hành hỏa, lô trung hỏa, tức là lửa trong lò. Tuổi Đinh Mão thì hợp với tuổi nào? Đối với nam mạng trong làm ăn thì hợp với Nhâm Thân, Giáp Tuất và Mậu Thìn. Lựa chọn vợ chồng nên lựa chọn các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Bính Dần, Giáp Tuất để có cuộc hôn nhân hạnh phúc sang giàu.
Nếu kết hôn với tuổi Tân Mùi Kỷ Tỵ, Ất Sửu và Ất Hợi thì chỉ hợp về mặt tình cảm, chứ tài lộc không vượng. Tuổi Kỵ là Bính Tý, Canh Ngọ, Giáp Tý và Nhâm Ngọ. Đối với nữ mạng trong làm ăn là Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Thìn. Lựa chọn vợ chồng, nếu kết hôn với tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn và Giáp Tuất, Bính Dần thì bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc giàu sang. Còn kết hôn với tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi và Ất Sửu, Ất Hợi thì hợp về tình duyên nhưng không hợp về đường tài lộc. Tuổi Kỵ là Bính Tý, Canh Ngọ, Giáp Tý và Nhâm Ngọ. Tuổi làm ăn hợp với tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không phụ thuộc vào bản thân người tuổi Đinh Mão mà phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng với quý bạn. Tuổi Đinh Mão nên lựa chọn kết hợp làm ăn với những người có mệnh mộc, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì làm ăn phát đạt. Nếu người sinh năm 1987 kết hợp làm ăn với những người mệnh hỏa, gồm các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thì hai bên đều dựa vào nhau, có lợi cùng chịu, có họa cùng chia. Người tuổi Đinh Mão hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh Kim thì người tuổi Đinh Mão sẽ có điều kiện để phát triển. Đối với những người mệnh Thổ là Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thì người tuổi Đinh Mùi khi kết hợp làm ăn phải là cấp dưới hoặc trợ lý cho người mệnh Thổ thì công việc mới thuận buồm xuôi gió. Tuổi Đinh Mão không nên kết hợp làm ăn với các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy thì công việc làm ăn phần nhiều bị thua thiệt, tốt nhất là nên tránh thì hơn. Những tuổi đại kỵ của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Nếu bạn kết duyên hay hợp tác với những tuổi Canh Ngọ, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Giáp Tý, bạn sẽ chết sớm hay thường xảy ra cảnh biệt ly, thất bại liên tục cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Trong con đường tình duyên, nếu gặp những tuổi kỵ thì cần phải âm thầm mà kết hôn. Nếu trong sự nghiệp làm ăn gặp phải những tuổi kỵ, cần phải tránh xa hay phải làm phúc đức cho thật nhiều. Nếu trong gia đạo mà gặp tuổi kỵ, phải cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải bớt hạn đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Chúc quý vị bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.